Một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng chỉ dẫn và đai hiệu lệnh cho các phương tiện ở ngã tư dừng lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi vào trung tâm thành phố. Bất ngờ, một phụ nữ đi xe đạp điện không dừng lại mà có ý định đi qua ngã tư. Phát hiện, nam cảnh sát giao thông dội giả chỉ tới lấy thân mình cả người phụ nữ cùng phương tiện khiến cả hàng ngã ra đường. Cùng lúc này đoàn xe ưu tiên đi qua. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 42 phút ngày 1 tháng 7 tại ngã tư đường Vũ Quang, nối Dục Nguyễn Du giao với đường Trần Phú, quốc lộ 1A cũ thuộc phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều người phải thoát tim sau khi xem clip và nhận định rằng nếu cảnh sát giao thông không nhanh trí xử lý, tai nạn đã có thể xảy ra. Học viện truyền thông xét cộng, tổng khai giảng các khóa học, MC truyền hình cơ bản, MC nội bộ doanh nghiệp, MC nhí, MC livestream bán hàng ngàn đơn. Đăng ký ngày hôm nay để nhận về nhiều ưu đại hấp dẫn. Học trực tiếp cùng nghệ sĩ nổi tiếng tỷ lệ thực hành chiếm 80% tại phim trường chuyên nghiệp. Cơ hội xuất hiện trên các đài phát thanh truyền hình lớn trên cả nước.